thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai Minh ở thành phố Đà Lạt, và cũng là lần đầu tiên Minh đến với lại Đà Lạt, và cũng lại là một lần trùng hợp, là lần đầu tiên Minh đến với chùa Linh Phước. Chùa được hình thành và xây dựng nên bằng thứ Minh được biết là bằng những miếng sành và những ve chai bị vỡ vụn để mà người ta gắn ghép lại thành những cái pho, những cái hình biểu tượng như biểu tượng rồng, cũng như là những cái cột chùa hay là lối bậc cầu thang đi. Thì thực sự đấy là một trong những công trình kiến trúc thực sự rất là thú vị, bởi vì những vật liệu chúng ta dường như chúng ta nghĩ sẽ bỏ đi, nhưng mà những người nghệ nhân rất là điêu luyện, là họ lấy lại và họ rất là tinh xảo khi làm nên những cái hình tượng như những rồng nè, chú rồng nè, và cũng như là những cái lối đi cầu thang rất là tinh xảo. Và quý vị ơi, hãy đến đây một lần. Và mình được biết là chùa Linh Phước còn có tên nữa là chùa Ve Chai. Tại vì sao? Là tại vì là bằng những cái miếng sành, miếng ve chai để mà làm nên, cho mình có thể gọi là chùa Ve Chai. Và quý vị ơi, cũng hy vọng là quý vị đến Đà Lạt thì đừng quên ghé chùa Linh Phước. Và ở đây nghe nói là số người linh thiêng cũng như là người ta đến rất là đông, rất là nhiều người traveling, nhiều du lịch đến đây để mà người ta đến thăm chùa Linh Phước. Và hy vọng là quý vị hãy cùng theo chân mình đi vào trong để chúng ta cùng tham quan chùa Linh Phước, có những cái đó, những gì, cũng như là chúng ta biết được tại sao mà được gọi là chùa Ve Chai nhé. Xin mời quý vị cùng theo chân ngồi với mình. Bên đây, bên trong bước vào một chính ở dưới đây. Rất là uy nghiêm thưa quý vị. Đây, kiến trúc quý vị có thể thấy là bằng miếng chai, hay là những cái vật dụng mà làm sành, cái dĩa sành hơn, bằng sành quý vị. Những cái chén, những cái dĩa, những cái tô bị hư á, người ta lắp ghép lại rất là tinh xảo, và phải nói rất là đẹp. Hay thiệt, thực sự rất là hay. Bây giờ chúng ta thêm chút không lên lầu nha quý vị. Bây giờ chúng ta nào? Ở đâu? Chúng ta lên đây lên lầu trước đi. Một không gian kiến trúc thật là đẹp. Tâm linh mà, nhưng mà cũng là nơi để cho tất cả mọi người đến đây để có thể chiêm ngưỡng được, để coi đây những tiên bậc này, có thể chiêm ngưỡng được những kiến trúc mà những người mà xưa người ta đã tạo nên. Đây. Qua mẹ Quan Âm đi, qua điện mẹ chứ. Bây giờ chúng ta sẽ ra mẹ điện mẹ Quan Âm. Đây là tượng Quan Âm được làm bằng hoa bất tử, tạo nên một đóa hoa bất tử. Wow, quá đẹp quý vị ơi. Thật sự mới nói rất đẹp. Tượng thì cao 17 mét và nặng khoảng 3 tấn. Tượng cao 17 mét và nặng 3 tấn. Được làm từ 650.000 bông hoa Phật tử với 30 nghệ nhân, 600 Phật tử làm trong vòng 36 ngày. Thưa quý vị. Và đã được thế giới công nhận là kỷ lục Guinness. Đã được thế giới công nhận là kỷ lục. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đây là giấy chứng nhận của kỷ lục thế giới. Đây là giấy chứng nhận kỷ lục thế giới World Record Union. Đây thưa quý vị, kỷ lục
thế giới công nhận. Nha. Lại mẹ. Qua gọi là giọng chua hồi hướng. Bây giờ chúng ta sẽ nói kia để chúng ta từ từ. Giọng chua hồi hướng. Chúng ta sẽ tiếp khảo. Ở đây có tượng sáp của mấy sư thầy Phật Thích Ca với lại địa ngục nữa. Ở dưới dòng người ta đang ngục dưới đây. Có địa ngục ở dưới nè. Lát xuống. Lát xuống. Ê. Sorry con, so sorry. Đi nhìn. Ôi đẹp quá. Đẹp quá quý vị ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây để dòng chuông hồi hướng. Khấn đi, khấn đi. Ra trước khấn. Khấn đi, khấn. Thank you.
Tìm hiểu 18 tầng địa ngục. Kêu mấy đứa nó đi theo luôn. Kêu nị rồi á. Nị tài rồi đi theo. Mấy sư ông đắc đạo thiền sư á,
mà trưởng đoàn giới thiệu. Nói lớn lên trưởng đoàn. À, đây là lối xuất hiện đồn với truyền thuyết và với cái sự tích là một người liên tình mẹ. Rồi chúng ta sẽ qua 18 cửa địa ngục. Bây giờ thì mà... Đây là ai? Mọi người hãy cùng theo chân chúng mình như là nhóm viên người đi xuống địa ngục. Và đây trước khi bước vào cổng địa ngục chúng ta thấy hai người đi lại là trơn và mặt ngựa. Hay được gọi là ngu đầu mãi diện. Ngu đầu mãi diện ạ. À. Xin mời quý vị cùng theo mình. Đây, đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi da. Không biết sao quay được. Thank you.
Chào.
một thánh lễ hả? Này là sự tích thánh đề nè, một liên nè, một liên nè, một liên thánh đề nè. Chúng ta đã tham quan xong 18 tầng địa ngục và bây giờ chúng ta bước lên nha. Vừa quý vị vừa theo chân mình cũng như là nhóm của mình đi xuống 18 tầng địa ngục. Quý vị thấy đó, mỗi tầng đều có một cái nhân quả riêng và hy vọng rằng khi chúng ta sống chúng ta tin tưởng vào luật nhân quả, chúng ta sống tốt hơn để khi xuống dưới chúng ta sẽ bớt tọa mình với địa ngục. Tầng càng cao thì cái mức phạt càng nặng nề hơn, tại vì mà chúng ta hiểu biết hơn rồi có thể mình để sống tốt hơn ở cuộc sống hiện tại. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình viết chuyện phước với những phong cảnh cũng như là việc chúng ta tham quan những nơi mà đặc biệt như là chúng ta đại quan âm với độ dày cao và là bằng phong thủy, cũng như là chúng ta đi xuống tham quan 18 tầng địa ngục về phía nào. Và kết thúc thì chương trình hôm nay cũng là như vậy, là qua đến chùa phước với một cái sự tâm linh của mình, một tín ngưỡng cũng như là một cái sự dành hết tất cả mọi thứ cho về hướng về đạo để chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Và có lẽ video này cũng sẽ kết thúc chặng hành trình của người chúng mình cũng như là ekip và chúng mình đến với Đà Lạt, và hy vọng rằng sẽ có những video khác hơn nữa, cũng như có dịp về lại Đà Lạt và sẽ đi những nơi khác hơn để gửi đến quý vị những video thực sự là đẹp hơn, rồi quy mô hơn và nhìn mình vui hơn. Hãy gọi các quý vị luôn theo dõi kênh Minh Nguyên Entertainment và nhớ like, subscribe để comment dưới để cho mình biết thêm những của quý vị đóng góp những ý kiến cho mình, và mình cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.